Xin kính chào quý vị khán giả, đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga dọa ngắm mục tiêu châu Âu nếu Mỹ đưa tên lửa đến Đức. Điện Kremlin cảnh báo kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ tại Đức có thể khiến thủ đô các nước châu Âu trở thành mục tiêu của Nga. Châu Âu sẽ là mục tiêu của tên lửa Nga nếu đất nước chúng tôi nằm trong tầm ngắm của tên lửa Mỹ ở châu Âu, Dmitry Peskov, người phát ngôn điện Kremlin nói trên kênh truyền hình nhà nước Russia một ngày 13 tháng 7, chúng tôi có đủ khả năng ngăn chặn những tên lửa này, như nạn nhân có thể là thủ đô của những quốc gia đó. Ông Peskov cũng ám chỉ rằng cuộc đối đầu như vậy có thể hủy hoại toàn bộ châu Âu, như cách Chiến tranh Lạnh làm liên xô tan rã. Châu Âu không còn sống trong thời kỳ tươi đẹp nhất nếu họ chọn con đường như vậy. Lịch sử lặp lại là điều không thể tránh khỏi, ông nói. Nhà Trắng ngày 10 tháng 7 thông báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO rằng Washington sẽ triển khai vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk ở Đức từ năm 2026. Mỹ cho biết đây là biện pháp để tăng tính gian đe và năng lực phòng thủ của châu Âu. Việc triển khai vũ khí hiện đại sẽ chứng minh cam kết của Mỹ đối với NATO và những đóng góp của chúng tôi vào khả năng gian đe tích hợp của châu Âu, Nhà Trắng cho hay. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ca ngợi quyết định của Mỹ, bất chấp chỉ trích từ các thành viên đảng Dân Chủ xã hội của ông. Quyết định này đánh dấu sự trở lại của tên lửa hành trình Mỹ ở Đức sau 20 năm. Bảo vệ kế hoạch này, ông Soun nói rằng đó chỉ là biện pháp mang tính răn đe, bảo vệ hòa bình và là quyết định cần thiết, quan trọng vào đúng thời điểm. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với đài truyền hình Deutschlandfunk rằng việc triển khai vũ khí của Mỹ giải quyết được mức độ tụt hậu nghiêm trọng trong năng lực quân sự của Đức. Quân đội Đức hiện không có tên lửa tầm xa phóng từ mặt đất và chỉ có tên lửa hành trình phóng từ máy bay. Trong khi đó, Điện Kremlin chỉ trích động thái này, cáo buộc Washington đang thúc đẩy chiến tranh lạnh mới và trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 7 cho biết Bộ trưởng Andrei Belousov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin thảo luận về giảm nguy cơ leo thang có thể xảy ra. Đáp lại lời cảnh báo của Điện Kremlin, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington và NATO không tìm kiếm xung đột quân sự với Nga, nhưng bất kỳ hành động nào trực tiếp chống lại đồng minh NATO đều sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Mỹ từng triển khai tên lửa đạn đạo Pershing ở Tây Đức trong thập niên 1980, thời kỳ đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, gây ra những cuộc biểu tình rộng khắp với sự tham gia hàng trăm nghìn người. Tên lửa Mỹ tiếp tục được triển khai trong suốt thời kỳ Đức thống nhất đất nước và đến những năm 1990. Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã giảm đáng kể số lượng tên lửa triển khai ở châu Âu khi mối đe dọa từ Nga giảm. Các nước NATO, dẫn đầu là Mỹ, đã tăng cường khả năng phòng thủ của Liên minh ở châu Âu sau khi Nga bắt đầu chiến dịch ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Nga lên tiếng khi quan chức Ukraine dọa nhắm vào Tổng thống Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13 tháng 7 đã chỉ trích các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin do người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, Kirill Budanov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông Peskov cho biết Moscow nhận thức được các mối đe dọa này và đang thực hiện các biện pháp phù hợp. Tất cả các mối đe dọa từ chính quyền Kiev đã rõ ràng. Vì vậy, an ninh của Tổng thống được thiết lập ở mức phù hợp, người phát ngôn Điện Kremlin nói với hãng truyền thông Life của Nga. Ông Budanov, người bị Moscow đưa vào danh sách cực đoan vì các hoạt động của mình, đã tiết lộ nỗ lực của Kiev nhằm nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin nguyện vọng của Ukraine hôm 12 tháng 7 quan chức tình báo Ukraine tuyên bố rằng cơ quan của ông đã thực hiện nhiều nỗ lực nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Những nỗ lực nhắm vào ông Putin đã diễn ra, nhưng cho đến nay vẫn không thành công, ông Budanov nói trong cuộc phỏng vấn. Năm ngoái, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, Vadim Skibitsky cũng tuyên bố Tổng thống Putin là một trong những mục tiêu nhắm đến của cơ quan này. Ông Skibitsky cho hay, Tổng thống Putin có lẽ cũng nhận thấy rằng họ đang ngày càng tiến lại gần hơn. Tuy nhiên, quan chức tình báo Ukraine cũng thừa nhận đến nay các đặc vụ của Ukraine vẫn chưa thể tiếp cận nhà lãnh đạo Nga. Ông Skibitsky nói, ngoài ông Putin, Kiev cũng nhắm đến các lãnh đạo cấp cao khác của Nga. Hồi tháng 5 năm 2023, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích bằng hai máy bay không người lái, UAV, vào điện Kremlin nhằm ám sát Tổng thống Putin. Kiev đã lên tiếng bác bỏ, New York Times hôm 24 tháng 5 dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ. Các cơ quan tình báo của nước này nghi ngờ vụ tập kích điện Kremlin được thực hiện bởi đơn vị tình báo hoặc lực lượng đặc biệt của Ukraine. Tuy vậy, tình báo Mỹ chưa thể xác định cụ thể đơn vị Ukraine nào đứng sau vụ việc. Tình báo Mỹ cũng cho rằng khả năng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao trong chính quyền Kiev biết trước về vụ tập kích này là rất thấp. Phản ứng về thông tin này, người phát ngôn điện Kremlin Peskov nói, Rốt cuộc, đơn vị nào của Ukraine đã thực hiện vụ tập kích UAV vào Điện Kremlin không có gì khác biệt. Chúng tôi biết rằng chính quyền Kiev đứng đằng sau vụ việc đó. Chúng tôi biết điều đó và đang thực hiện công việc của mình dựa trên điều này. Căng thẳng đã leo thang gần đây khi Mỹ và một số nước phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết những vũ khí do Washington cung cấp chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực ở Nga giáp với vùng Kharkov ở Ukraine. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai. Theo Tổng thống Biden, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Markova dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine. Những điều ít biết về lữ đoàn dù của Nga Quân đội Ukraine thường xuyên tuyên bố xóa sổ các lữ đoàn lính dù tinh nhuệ của Nga. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy thì đơn vị đó lập tức xuất hiện trở lại. Những đơn vị lính dù Nga bị Ukraine nói xóa sổ nhiều lần. Truyền thông Ukraine và phương Tây dường như đang đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền có chủ đích và lực lượng đổ bộ đường không Nga hay lính dù. Viết tắt là VDV là một trong những lực lượng được nhắc đến thường xuyên nhất chẳng hạn lữ đoàn xung kích cận vệ 11 và lữ đoàn xung kích cận vệ 31 đã bị quân đội Ukraine tiêu diệt nhiều lần. Đối với các đơn vị tương đối lớn như sư đoàn tấn công đường không Sơn Cước số 7, sư đoàn tấn công đường không cận vệ 76 và sư đoàn dù cận vệ 98 thì sẽ hơi quá khi nói rằng họ đã bị tiêu diệt nên quân đội Ukraine dùng từ tổn thất nặng nề hoặc mất hiệu quả chiến đấu. Lữ đoàn tấn công đường không cận vệ 83, sau đây gọi tắt là lữ đoàn 83, tuy không phải là đơn vị VDV Nga bị quân đội Ukraine tuyên bố xóa sổ nhiều nhất, nhưng đây là đơn vị có 6 sĩ quan cấp tá trở lên, trong đó có 3 phó chỉ huy lữ đoàn đã thiệt mạng trong chiến đấu. Điều này đã làm giới truyền thông Ukraine không ít lần hào hứng đưa tin. Việc có thể gây sát thương cho lực lượng tinh nhuệ nhất của Nga chứng tỏ quân đội Ukraine có hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ là chủ đề tuyên truyền dày đặc trên truyền thông, đó cũng là điều dễ hiểu. Lịch sử của lữ đoàn xung kích đường không cận vệ số 83 có thể bắt nguồn từ tháng 11 năm 1985 khi nó được đặt tên là tiểu đoàn tấn công đường không độc lập số 65. Đơn vị được thành lập trên cơ sở tiểu đoàn trinh sát độc lập số 126 của sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 6 thuộc quân khu phía Bắc Liên Xô. Từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1986, tiểu đoàn được mở rộng thành lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 83. Vào ngày 18 tháng 5 năm 1990, lữ đoàn được chuyển đến Bộ Tư lệnh Dù và được tổ chức lại thành Lữ đoàn Dù độc lập số 83. Vào tháng 7 cùng năm, lữ đoàn được chuyển đến Usuri thuộc quân khu Viễn Đông. Ngày 1 tháng 2 năm 1996, lữ đoàn không còn trực thuộc Bộ Tư lệnh Dù và được chuyển về quân khu Viễn Đông. Trong cuộc tập trận năm 2002, lữ đoàn đã phối hợp thành công với thủy quân lục chiến ở Tây Nam Vladivostok, giành được bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2013, Lữ đoàn được tái biên chế vào bộ tư lệnh dù của quân đội Nga. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, lữ đoàn đã được trao tặng danh hiệu cận vệ danh dự. Lữ đoàn xung kích đường 083 hiện có trong biên chế 3 tiểu đoàn dù số 598, 635, 654, một tiểu đoàn xe tăng và tiểu đoàn pháo binh 9. Thành tích chiến đấu của lữ đoàn 83 dù lữ đoàn 83 không phải là đơn vị VDV đầu tiên tiến vào chiến trường Ukraine nhưng lại là lực lượng dự bị chiến lược tiền tuyến đầu tiên có sĩ quan thiệt mạng. Đó là phó lữ đoàn trưởng, trung tá Vitaly Slazo trong vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức một tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Sau đó, lữ đoàn 83 tham gia chiến dịch tấn công thành phố Bắc Mút, chiến dịch có thể so sánh với chiến dịch Verdun trong Thế chiến thứ nhất và chiến dịch Stalingrad trong Thế chiến thứ hai về mức độ tàn khốc. Trong chiến dịch này, Lữ đoàn 83 chịu trách nhiệm chính là bảo vệ cho hai bên sườn của quân đội Nga tiến công vào thành phố. Những trận chiến trên đường phố đô thị khiến cả Nga và Ukraine đều chịu thương vong nặng nề. Riêng đơn vị này có 6 sĩ quan chỉ huy cấp cao thiệt mạng trong chiến đấu. Ngay từ ngày 16 tháng 9 năm 2023, tướng Ukraine Alexander Sisky tuyên bố rằng sau khi giao tranh ở khu vực phía đông Bắc Mút, ba đơn vị tình nhuệ của Nga là lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 và lữ đoàn xung kích đường không số 83 đã bị đánh bại và mất hoàn toàn hiệu quả chiến đấu. Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, nhà báo chuyên mục quân sự của Fox, Mỹ là David Ace quân đội Nga có thể đã mất toàn bộ lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 83 tinh nhuệ trong cuộc tấn công vào thành phố Volchensk ở tỉnh Kharkov, Ukraine vào tháng 5. Tuy nhiên, có một điều lạ đó là, bất cứ khi nào phía Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt đơn vị tinh nhuệ của Nga, những đơn vị này sẽ sớm xuất hiện trở lại trên chiến trường. Và trên thực tế, tính đến ngày 11 tháng 7, sau khi đánh bật lực lượng Kiev ở phía bắc Volchensk, các đơn vị Nga đã ảo ạt vượt sông Volkia đánh chiếm và mở rộng đầu cầu, tạo bàn đạp cho những bước tiến xa hơn trong những ngày tới.